Anh công chức mở trang trại nuôi gà sư tử Ba Lan, giá 4 triệu đồng một cặp. Anh Phạm Minh Biên, 35 tuổi ở tỉnh Vĩnh Long, đang làm việc cho một cơ quan nhà nước bị hút hồn bởi giống gà sư tử Ba Lan vì đây là loài gà lạ và đẹp mắt. Năm 2019, tôi mua 2 bộ, một bộ gồm 2 mái, 1 trống, gà sư tử Ba Lan đen đầu bạc và sư tử Ba Lan vàng để về nuôi nhân giống. Anh Biên nói và cho biết đây là giống gà có màu, lông đẹp nuôi làm cảnh. Gà Ba Lan có rất nhiều màu, điểm đặc biệt là chùm lông trên đầu của chúng như một vương miện nhỏ làm tôn vẻ đẹp kiêu kỳ. Gà sư tử Ba Lan vừa đẹp vừa lạ, càng lai, sinh sản càng lâu thì màu của chúng đột biến, rất đẹp mắt. Do có tên gọi sư tử nên giống gà này rất sung, hiếu chiến và bờm lông trên đầu giống như sư tử. Anh Biên chia sẻ, giống gà này xuất xứ từ Ba Lan, độ độc lạ, quý hiếm của giống gà này nằm ở hình dáng lạ và màu sắc đẹp. Trong trang trại của tôi hiện có các loại gà sư tử Ba Lan vàng, trắng, đen đầu bạc, anh cho hay. Anh Biên hiện có hàng chục con gà sư tử Ba Lan bố mẹ. Gà sư tử Ba Lan nuôi khoảng 8 tháng thì bắt đầu đẻ trứng. Mỗi năm gà mái đẻ khoảng 100 trứng, trong đó tỷ lệ nở con khoảng 80%. Gà sư tử Ba Lan khoảng 1 tháng tuổi có giá 300.000 đồng một con, gà trưởng thành từ 2 đến 4 triệu đồng một cặp tùy vào hình dáng. Anh Biên nói và cho biết, hiện giống gà sư tử Ba Lan ít người nuôi. Ở Vĩnh Long, anh Biên được xem là người đầu tiên mở trang trại nuôi gà này. Mỗi tháng sau khi trừ chi phí, anh Biên có thu nhập hơn 30 triệu đồng.